điện thoại thiểu. Alo mẹ. Alo, con trai đấy à? Đang làm gì đây? Con đang đi làm. Hả? Con đang ở công ty. Cái gì cơ? Con đang đi làm. À thế à? Vâng. Ừ. Sao mẹ không quay cái cam trước lên? Cái gì cơ? Đấy, thế có nhìn thấy gì đâu? Đâu chỗ nào? Vâng, quay đấy, cái nút ở dưới đây. Hả? Đấy, cái nút có cái máy ảnh đấy, bấm cái nút ở dưới đây. À, cái nút ở dưới đây gì? Vâng, vâng. Ờ, ok nhá.